Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 3 năm 2019. Kiên cố hóa cầu dân sinh. Thịt heo bán ở vỉa hè, nỗi lo mất an toàn thực phẩm. Lâm Hà đẩy mạnh liên kết trong phát triển nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị tổng kết về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3. Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành thuộc tỉnh. Trong tháng 2, toàn tỉnh gieo trồng xuống giống hơn 35.300 hecta cây hàng năm các loại, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Hiện đang là cao điểm của mùa khô, nông dân tích cực chống hạn cho cây trồng. Tình hình chăn nuôi ổn định, phát triển, tuy nhiên đã xuất hiện một số ổ dịch trên đàn vật nuôi. Trong tháng tập trung quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, mặc dù là tháng Tết Nguyên đán, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn tăng khá so với cùng kỳ, với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng gần 8%. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và dịch vụ tiếp tục phát triển. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 640.000 lượt, tăng 14,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 2 ước đạt hơn 381 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 403 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 326 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa thể thao trong tháng 2 tập trung chào mừng các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong tháng 3 năm 2019, các sở ngành địa phương Lâm Đồng tiếp tục các chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, chống thất thu thuế, tập trung phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, việc triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội đầu năm đạt được kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, năm 2019 là năm quan trọng để Lâm Đồng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ, vượt qua thách thức, tạo động lực hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Vì vậy, trong tháng 3 tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Các cái dự án liên quan tới mà hồ đập thủy lợi, nạo vét và các triển khai của ủy ban, triển khai của sở, triển khai của ngành, triển khai của các địa phương, xin đề nghị các đồng chí cần tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy cùng với cái chống hạn này thì vấn đề phòng chống cháy rừng. Hiện nay thì chúng ta chưa có một cái dịch bệnh trên cây trồng, thì chưa có cái cây nào mà nó lớn, nhưng mà chúng ta không chủ quan. Cũng cùng với cái trên cây trồng thì vật nuôi thì chúng ta đang trong dịp trước Tết và trong Tết thì một số địa phương xảy ra Lâm Hà, Ba Huyện phía Nam thiệt hại trên cái đàn gia cầm. Xin lưu ý với các đồng chí là cái hoạt động du lịch, như thế là ngành văn hóa thể thao du lịch, các cái ngành có liên quan có tiếp tục có cái sự nghiên cứu và triển khai, bên cạnh cái việc là nâng cao chất lượng, bên cạnh cái việc là tăng cường đội ngũ thì để có những cái hướng phát triển. Thì nếu chúng ta cũng chỉ dừng và nghỉ dưỡng ở cái mức độ như thế này, cảnh quan như thế này, tham quan các cái danh thắng, đúng không? Thì nó cũng chỉ dừng. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần chủ động công tác thu hút đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm như triển khai quy hoạch chung của tỉnh, khu Hòa Bình, khu du lịch Đăng Kia Suối Vàng hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, cần phối hợp kiểm soát hiệu quả tình trạng tín dụng đen, tình trạng tai nạn giao thông. Dân sinh. Sáng nay 28 tháng 2, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi trao đổi với đoàn công tác của Viện Sinh thái và Môi trường Hàn Quốc nhằm thống nhất tiêu chí xây dựng dự án làng sinh thái sở hữu kinh mương tại Lâm Đồng. Đến dự có các đại diện lãnh đạo sở ngành và chính quyền địa phương liên quan. Ông Chan Kwan Kim, Giám đốc Viện Sinh thái và Môi trường Hàn Quốc cho biết,
Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa cũng như quá trình phát triển kinh tế, không tính đến các yếu tố môi trường trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Những năm cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc đã trải qua thời kỳ suy thoái môi trường do công nghiệp hóa nhanh, tương tự như tình hình Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay. Và nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng Việt Nam, Hàn Quốc chọn Lâm Đồng là mô hình mẫu, thực hiện tài trợ giúp cải tạo các kênh rạch địa phương bị ô nhiễm thành hệ sinh thái an toàn và đáng sống. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đã giới thiệu đến đoàn công tác phía Hàn Quốc những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch, cùng những điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh Lâm Đồng. Định hướng trong những năm tiếp theo, Lâm Đồng sẽ chuyển dịch theo hướng tăng trưởng xanh. Thế nên khi nhận được đề xuất từ phía Hàn Quốc, chính quyền địa phương rất vui mừng và hy vọng phía Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm truyền thông, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về ý thức bảo vệ môi trường quy hoạch, xử lý và thiết kế cảnh quan đô thị, cây xanh đường phố, qua đó tổ chức các hội thảo về chia sẻ giải pháp, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ phát triển du lịch bền vững. Sau buổi trao đổi sáng nay, chính quyền thành phố Đà Lạt cũng sẽ cùng đoàn công tác Viện Sinh thái và Môi trường Hàn Quốc khảo sát thực địa tại các kênh mương, hồ lắng, suối trên địa bàn thành phố để xem xét tiêu chí xây dựng dự án. Sáng 28 tháng 2, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 07 của Bộ Chính trị, quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, quy định 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt một số nội dung liên quan đến quy định số 07 của Bộ Chính trị, quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, quy định 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là những nội dung quan trọng giúp cho cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong việc quy định nội dung, vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng vi phạm để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện quy định một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, giúp cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nắm vững quy trình, các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Từ đó góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại các cơ quan đơn vị. Chiều nay 28 tháng 2, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, cán bộ nhân viên Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng và các đại lý trực thuộc đã tham dự. Trong năm 2018, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, với doanh thu tiêu thụ đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch và tăng 21,2% so với cùng kỳ, nộp ngân sách trên 880 tỷ đồng, trong đó thuế kinh doanh đạt 800 tỷ đồng, tổng số trả thưởng 1.200 tỷ đồng, chiếm trên 45% doanh thu tiêu thụ, tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống đạt 62%. Thị trường Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng tiếp tục được mở rộng khắp 21 tỉnh thành, khu vực miền Nam với hàng ngàn đại lý lớn nhỏ. Song song với các hoạt động kinh doanh, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng còn trích trên 6,3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, hỗ trợ giáo dục đào tạo, y tế tại các địa phương, phát hành vé số của đơn vị. Trong năm 2019, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng phấn đấu tiêu thụ các loại vé đạt trên 2.800 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống đạt 70%, nộp ngân sách trên 900 tỷ đồng, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội khác. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2018, đồng thời mong muốn Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng và các đại lý tiêu thụ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới trong hoạt động kinh doanh, cải tiến mẫu mã, cách thức in vé số, mở rộng thị trường, đại lý tiêu thụ, tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu vé số Đà Lạt Lâm Đồng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Dịp này, 110 đại lý trực thuộc đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen
vì đã có thành tích xuất sắc trong tiêu thụ vé số Đà Lạt Lâm Đồng và đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, tình trạng cầu treo xuống cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gây ảnh hưởng rất lớn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân các địa phương. Xác định được vấn đề cấp bách này, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương đã tập trung và huy động nhiều nguồn vốn để kiên cố hóa cầu dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân cũng như phương tiện, đồng thời thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thuận tiện trong lưu thông vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông. Đó là khẳng định của nhiều người dân thôn 2 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm khi cầu dân sinh liên thôn 2 đi vào thôn 7 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình này hoàn thành trong năm 2018 với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh do Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của trên 500 hộ dân ở các thôn của xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Hồi trước đây thì cầu vắng, cũng nhiều lần dân họ làm cũng làm đi làm lại miết rồi bị ảnh hưởng bão lụt rồi đó, nó trôi. Bây giờ nhờ được cái cầu này á, thì người dân đi thấy rất là phương tiện, mà đồng thời nó đi qua đi lại nó cũng rộng rãi, cho nên người dân rất là phấn khởi về cái cầu này. Theo thống kê, toàn huyện Bảo Lâm hiện có trên 12 cây cầu treo lớn nhỏ. Qua nhiều năm sử dụng, các công trình này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông, nhất là mùa mưa lũ. Trong năm 2017-2018, các địa phương đã được ngành giao thông vận tải Lâm Đồng và chính quyền huyện Bảo Lâm hỗ trợ kinh phí đầu tư kiên cố 6 công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Riêng công trình cầu treo tại thôn 4 xã Lộc Ngãi được đầu tư với kinh phí là 1,3 tỷ do các doanh nghiệp tại địa phương hỗ trợ. Cầu treo dân sinh thôn 4 xã Lộc Ngãi là tuyến giao thông huyết mạch nối thôn 4, thôn 5 của xã Lộc Ngãi, nơi có hàng ngàn hecta đất sản xuất của người dân địa phương. Hiện nay địa phương đã phối hợp với đơn vị đầu tư cũng đã là hạn chế về khẩu độ chiều cao và cái trọng tải đi lại, nhất là đảm bảo cái độ bền lâu cho cái cây cầu. Thứ hai thì trong quá trình triển khai hàng năm thì tiếp tục địa phương cũng hết sức quan tâm và cũng sẽ tiếp tục là xin hỗ trợ kinh phí thêm để mà cái việc tu bổ hàng năm để đảm bảo cây cầu được lâu dài. Cũng như huyện Bảo Lâm, trong những năm qua từ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 267 cầu được kiên cố và 72 cầu đang được triển khai. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã đầu tư hoàn thành 9 công trình cầu treo cấp bách trong năm 2018 để cải thiện điều kiện an toàn về hạ tầng giao thông nông thôn. Tại huyện Ninh Dương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy thì chúng tôi cũng tranh thủ cái nguồn lực bằng nhiều nguồn lực của tỉnh, của Trung ương và các nguồn khác để xây dựng những cái cầu, thí dụ như những cầu Thiều, cầu Cát Đô bắc qua sông ra cái dọc hạ du sông Đa Nhiêm, tạo điều kiện là giao thông nó thông suốt và hàng hóa và đồng thời điều kiện đi lại của bà con, và nhất là nó tạo nên một cái tâm lý bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, và bà con cũng an tâm sản xuất, và đó là một cái động lực để cho bà con cái tinh thần để cùng với nhà nước góp sức phát triển cái kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong việc kiên cố hóa cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. Đây cũng chính là điều kiện để các huyện trong toàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Ngày 28 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổng kết công tác phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, hai đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp. Song song với công tác xây dựng đảng, giáo dục, tuyên truyền, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm đa dạng thiết thực hướng về cơ sở. Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện gần 1.000 ngày công lao động, đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, xây dựng 32 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa đồng đội, 7 giếng nước sạch, xây dựng sửa chữa hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, trường học, hỗ trợ nhân dân phát triển mô hình sản xuất, v.v. với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đảm bảo, phong trào văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị quân đội và các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh quy chế phối hợp trong phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua quyết thắng.
Hội cựu chiến binh gương mẫu phối hợp với các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp thi đua năm 2018. Chiều ngày 28 tháng 2, Cục Thuế Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt chính trị nghiệp vụ thuế với sự tham gia của cán bộ tại các cơ quan thuế trên địa bàn Lâm Đồng. Theo đó, các cán bộ thuế đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và công tác tổ chức bộ máy trong các chi cục thuế. Bên cạnh đó, được tìm hiểu về Nghị định 14 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108 ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư số 132 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời, tại buổi sinh hoạt chính trị nghiệp vụ này, các cán bộ thuế đã được thông tin về nội dung cần sửa đổi bổ sung, điều chỉnh về đề án, vận tải, trao đổi thảo luận về nghiệp vụ thuế và các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, hướng dẫn tổ chức tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2018, thông báo giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2019 và triển khai các biện pháp thu hồi tiền thuế nợ, công tác kê khai và kế toán thuế, quản lý thuế, các trường hợp hộ kinh doanh không có mã số thuế, rà soát số thu năm 2018 của các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế để thực hiện quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, phí nước thải. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết tập đoàn UAC của Hoa Kỳ chuyên về sản xuất linh kiện máy bay đã quyết định đầu tư tại khu công nghệ cao của thành phố này và đã được thành phố chấp thuận. Cụ thể, tại tọa đàm mùa xuân năm 2019 tới đây, Đà Nẵng sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn UAC đối với dự án đầu tư 170 triệu đô la Mỹ để sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls-Royce tại khu công nghệ cao của thành phố. Khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ sản xuất 4.000 chi tiết trong tổng số 5 triệu chi tiết máy bay các loại để xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ, EU, với mục tiêu đến năm 2021 đạt giá trị xuất khẩu 25 triệu đô và năm 2022 đạt 85 triệu đô. Dự kiến, tập đoàn UAC sẽ cần tuyển dụng 1.200 lao động tay nghề cao về lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa, đồng thời phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ với việc thu hút trên 2.000 lao động khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 2, tại công ty TEM Việt Nam thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hàng trăm người đến xếp hàng để mua đồng xu bạc kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Vì đây là đồng xu được phát hành giới hạn nên rất nhiều người mong muốn được sở hữu để kỷ niệm sự kiện đối ngoại quan trọng đang diễn ra tại Việt Nam. Gần 9 rưỡi sáng, lễ phát động đồng xu bạc mới chính thức diễn ra. Nhưng từ vài tiếng đồng hồ trước đó, hàng trăm người đã đăng ký và xếp hàng. Mỗi người chỉ được mua duy nhất một đồng xu. Để được sở hữu đồng xu bạc đặc biệt, nhiều người đã phải xếp hàng từ 6 giờ sáng. Hiện tại thì tôi rất là vui bởi vì mình là người may mắn nhất được hôm nay đến đầu tiên để mua được đồng xu kỷ niệm cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Bởi vì cái hội nghị này thì cũng phải nói là ngàn năm mới có một, cho nên là mình cũng muốn nhân kỷ niệm hiếm có là mình muốn mua một cái đồng bạc để làm kỷ niệm cho mình. Theo kế hoạch, công ty TEM Việt Nam sẽ phát hành 500 đồng xu, tăng thêm 200 xu so với dự kiến ban đầu, với giá bán là 500.000 đồng một xu. Đồng xu có đường kính 3,5cm, được chế tác bằng bạc thật. Ở trên hình ảnh của đồng xu, các bạn cũng thấy là chúng tôi lựa chọn là hình ảnh lá cờ của hai nước Triều Tiên và Hoa Kỳ và gắn kết bằng hình ảnh con chim bồ câu. Đấy là chính là đại diện cho cái biểu tượng của hòa bình bền vững, hòa bình lâu dài, hòa bình thực chất. Cái đấy thì nó sẽ xuất phát từ cái thiện tâm của không chỉ là của hai quốc gia mà chính là của cái Việt Nam, đất nước mình đứng ra đăng cai để giúp cái sự kiện này. Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Chỉ sau một ngày phát hành, gần 800.000 bộ tem đã được bán ra. Dự kiến sẽ có khoảng 1,2 triệu bộ tem nữa sẽ được phát hành trên toàn mạng bưu chính trong vài ngày tới. Với nhiều người, Triều Tiên vẫn là một miền đất khá khép kín.
Sự bí ẩn đó đã làm nên sự hấp dẫn của đất nước này đối với khách du lịch. Thời gian gần đây, một số tour du lịch đến Triều Tiên đã được các đơn vị lữ hành tại Việt Nam chào bán để thu hút du khách đến với quốc gia này. Tour Triều Tiên được chào bán với giá từ 30 triệu đồng, có lịch trình tham quan thủ đô Bình Nhưỡng, quảng trường Kim Nhật Thành, thăm ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng và mục sở thị khu phi quân sự, biên giới giữa hai lực lượng quân sự đối lập của Triều Tiên và Hàn Quốc. Với một điểm đến du lịch hấp dẫn nhưng vẫn còn chứa đựng nhiều bí ẩn như Triều Tiên, hầu như bất kỳ du khách Việt nào cũng muốn một lần đặt chân tới khám phá. Có thể so với cái suy nghĩ bình thường mọi người nghĩ Triều Tiên khi lên báo có thể là có những cái bất cập trong thế giới hoặc là cái gì đấy liên quan đến chính trị. Nhưng mà có khả năng là không hẳn là tất cả mọi nơi đến thế, ví dụ nó vẫn là một địa điểm du lịch đẹp và hấp dẫn. Các cái tuyến tour này chúng tôi cũng nhận thấy rằng là ngoài cái việc là nó là một cái bí ẩn mà mọi người muốn khám phá thì cũng có một số những cái điểm rất là hấp dẫn như là cái ga tàu điện ngầm. Mà chúng ta được không hình dung rằng là cái đất nước này họ lại có cái độ phát triển đến như vậy, hay là những cái quảng trường hay là cái đời sống của họ nó yên bình như thế nào. Các đơn vị lữ hành Việt đang cung cấp giá tour cạnh tranh nhờ liên kết trực tiếp với đối tác du lịch tại Triều Tiên và hãng hàng không Air China. Với mức giá tour hấp dẫn, du khách còn có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của các công trình kiến trúc kỳ vĩ và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của Triều Tiên. Đặc biệt, thủ tục cấp visa dành cho du khách Việt và Triều Tiên này đã dễ dàng hơn, thời gian xét duyệt được rút ngắn lại rất nhiều. Là đơn vị đầu tiên mở tour đi Triều Tiên, sau 5 tháng, đến nay công ty này đã đưa hơn 100 khách đến Triều Tiên. Du khách sẽ được tham quan những cái hoạt động văn hóa, những hoạt động biểu diễn tập thể, rồi thì có thể đặt lên núi Kim Cương là một trong những địa danh du lịch rất là nổi tiếng của Triều Tiên, được thưởng thức các món ăn đặc trưng và đặc biệt đó chính là cái sâm cao ly, là một những đặc sản sản vật mà hiện nay chỉ có ở Bắc Triều Tiên được đánh giá là tốt để còn giữ được cái sản phẩm tự nhiên. Thực tế, số lượng du khách tới Bình Nhưỡng đã tăng lên đáng kể trong thời gian vừa qua và đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách quốc tế trên toàn thế giới, trong đó có du khách Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, dự kiến năm nay ngành du lịch Triều Tiên có thể đón tới 2,5 triệu du khách quốc tế. Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2019, dù có các rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại ở một số quốc gia nhập khẩu, nhưng không có dấu hiệu nào về sự đi xuống của thị trường tiêu thụ cá tra. Triển vọng của ngành là khá vững chắc. Dự kiến xuất khẩu cá tra thậm chí có thể đạt tới 2,5 tỷ đô la. Năm 2019 thì mục tiêu toàn ngành đặt ra là sản lượng nuôi cá tra đạt 1,51 triệu tấn, tăng 6,6% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với Hoa Kỳ, thị trường Trung Quốc thì chính phủ nước này đã ban hành một số chính sách giảm thuế và siết chặt kiểm dịch biên mậu để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Ngoài ra, đáng chú ý là tại thị trường EU, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2019, sẽ giúp cá tra của Việt Nam tăng tính cạnh tranh với các loài thủy sản đánh bắt tại EU và các loài cá thịt trắng khác như là cá rô phi đang không tạo được hình ảnh phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại đây. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, gần đây các sạp thịt heo tự phát xuất hiện khá phổ biến, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và khó khăn cho các ngành chức năng trong việc kiểm soát chất lượng, đồng thời cũng gây mất mỹ quan đô thị. Từ tháng 6-7 năm 2017, giá heo hơi xuống dưới 20.000 đồng một kg, nên nhiều hộ chăn nuôi tự giết mổ đem ra bày bán ở vỉa hè, các tuyến đường, chợ tạm, ngã ba. Đến nay, khi giá heo đã lên 50.000 đồng một kg, những sạp thịt tự phát đó vẫn cứ tồn tại. Người bán thì có cam kết đảm bảo chất lượng, trong khi giá rẻ hơn các quầy trong chợ, siêu thị, lại thuận tiện về vị trí nên lượng tiêu thụ khá ổn định. Nói chung là nguồn heo có nguồn gốc, heo CB, nói chung là phòng chống là đầy đủ, nói là heo sạch. Chợ tạm tại ngã ba Bicon và chân đèo Đắk Nông là nơi xuất hiện nhiều sạp thịt heo tự phát. Anh Đỗ Văn Phượng, chủ sạp thịt heo tự phát tại chợ Bicon cho biết, mặc dù biết địa điểm bán thịt ở đây không đảm bảo vệ sinh, nhưng do không có chỗ kinh doanh trong chợ nên đã ngồi tạm. Heo được nhập từ nhiều nơi về giết mổ. Có khi là heo dân, có khi là heo của các nơi mang về để ăn. Giờ giết thì tập trung ở lò mổ,
làm có kiểm dịch của thú y đánh dấu má đàng hoàng. Tiện đường và rẻ nên được người tiêu dùng lựa chọn mà ít quan tâm đến an toàn thực phẩm. Điều đáng quan tâm là các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát kỹ nguồn gốc, tránh tình trạng heo nhiễm bệnh được giết mổ đưa ra thị trường trong khi người tiêu dùng khó nhận biết được nguồn gốc chất lượng. Thì càng quản lý tốt nữa thì dân tình người ta sẽ tin tưởng vào thị trường ra đây để người ta ăn uống thì yên tâm hơn cho bà con. Những sạp bán thịt heo tự phát còn là điều kiện để các lò mổ chui hoạt động. Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát từ khâu giết mổ đến lưu thông tiêu thụ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, tạo chuỗi liên kết trong phát triển nông nghiệp để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp không chỉ tạo chuỗi liên kết mà còn nâng cao giá trị sản phẩm. Tại huyện Lâm Hà, hiện có nhiều doanh nghiệp đã chung tay liên kết với chính quyền, nhà khoa học, nông dân để phát triển. Cách làm này đã thể hiện tính hiệu quả rõ nét, góp phần rất lớn trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Đây là vườn cà phê của gia đình ông Hoàng Ngọc Hiệp ở thị trấn Đinh Văn. Trước đây, trên diện tích này, cà phê chỉ đạt bình quân 3 tấn một hecta. Nhưng từ khi thực hiện cải tạo, tái canh, chuyển sang giống cà phê xanh lùng, thì năng suất đạt từ 5 đến 6 tấn một hecta, vượt gần 50% so với giống cũ. Có được kết quả này chính là nhờ chương trình liên kết trong sản xuất giữa gia đình ông Hiệp với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và các ngành chuyên môn hỗ trợ về giống và khoa học kỹ thuật. Trong sản xuất là cái giống quan trọng nhất, cà phê ngày xưa là chỉ có 2-3 tấn thôi. Nhưng mà cà phê bữa nay là cái vườn ươm một bích cung cấp cho em là cái giống em trồng là được tới 5-6 tấn. Cái giống xanh lùng này là nó phát triển rất là mạnh, là nó không có bị rỉ sắt. Mình làm năng suất nó rất là cao. Cùng với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Hà, doanh nghiệp Ngọc Ánh là đơn vị chuyên cung ứng giống cây trồng với hơn 110 loại giống. Trong đó có trên 60 loại giống được chính đơn vị này thực hiện ươm tại vườn. Hàng năm cung cấp cho thị trường trong tỉnh và địa bàn Lâm Hà từ 50.000 đến 100.000 giống cây. Đối với những giống mới, đơn vị phối hợp với ngành nông nghiệp, chính quyền và nông dân trên địa bàn huyện Lâm Hà xây dựng mô hình trồng thí điểm để nhân rộng như mít ruột đỏ, dứa Malaysia, bơ, na Thái Lan, bưởi, sung Mỹ, vú sữa Hoàng Kim. Đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tư vấn, chuyển giao khoa học tại vườn và có nhiều chính sách ưu đãi đồng hành với nông dân trong huyện để sản xuất. Một số hộ nông dân họ trồng và họ cho mình cái kết quả tốt, họ đưa ra cho mình tôi mua giống của cô đây thì tôi đã thu như vậy đó, thì tự người dân tuyên truyền lẫn nhau cho nên dẫn đến mình có một cái thương hiệu, mình bán hàng uy tín. Là người dân rất là cần một cái nguồn giống gọi là chuẩn, bởi vì khi mà làm kinh tế rất vất vả và khó khăn. Khi mà họ trồng được một cây giống, có những nhà người ta không có tiền để mua giống đâu. Bên công ty cũng có một số là gọi là hỗ trợ họ để họ trồng cái giống của mình. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ là cần có sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và những cơ quan chức năng kết hợp. Bên những cái đơn vị nhà nước chúng tôi đã có phối hợp với một số cái doanh nghiệp. Thì sau thời gian phối hợp và tư vấn thì chúng tôi thấy là cái phối hợp này giữa chính quyền và nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp là thấy nó hiệu quả và mang tính chất rất là bền vững. Để tư vấn cho bà con tại vườn hoặc là trả lời trực tuyến về cái kỹ thuật trồng các loại cây trồng. Trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện có 18 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với vốn hoạt động trên 4.000 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất hơn 3.000 hecta. Trong đó có đến 10 đơn vị chuyên sản xuất cung cấp giống cây trồng. Thực hiện liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân xây dựng mô hình sản xuất chè ô long chất lượng cao, chuối La Ba, sao hoa công nghệ cao, dâu tây, chanh dây. Thông qua chương trình liên kết đã tạo hướng đi mới trong sản xuất, tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy niềm tin để nông dân yên tâm hợp tác. Phát triển nông nghiệp toàn diện hiện đại bền vững, đây là cái xu thế phát triển của thời đại, cũng như là cái lựa chọn của cái yêu cầu của thị trường mà người sản xuất là phải đáp ứng. Do vậy thì người dân đã nhận thức được cái vấn đề, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao cái nhận thức. Cái thứ hai nữa là cũng hình thành các cái chuỗi, các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để bảo đảm làm sao cái giá trị sản xuất thì
thì như vậy thì mới là có cái sức hút mạnh đối với người dân và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Câu chuyện sản xuất cà phê giống mới của ông Hiệp hay những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của các nông hộ ở Lâm Hà cho thấy tính thực tiễn rõ nét của chương trình liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ về giống, công nghệ mới. Cùng với đó, sự đồng hành của các cấp các ngành đã tạo điều kiện cho bà con làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao biểu đồ cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.